tiềm năng phát triển khí sinh học và thông tin năng lượng trong nước, an toàn cho các công trình dầu khí, thông tin năng lượng quốc tế. Xin chào quý vị và các bạn đến với Năng lượng cho phát triển đất nước. Thưa quý vị, Việt Nam là một nước nông nghiệp. Việc phổ biến công nghệ khí sinh học góp phần phát triển kinh tế nông nghiệp, tăng thu nhập cho các hộ nông thôn và góp phần xóa đói giảm nghèo là hết sức cần thiết. Đặc biệt, công nghệ khí sinh học đã góp phần tích cực vào phát triển nông nghiệp bền vững. Thực tế cho thấy, sử dụng khí sinh học phát điện rất hiệu quả. Giải pháp sử dụng điện bằng loại khí này hỗ trợ nhiều cho sinh hoạt và sản xuất ở các vùng nông thôn, nhất là trong điều kiện nguy cơ thiếu điện sắp tới nếu các hồ thủy điện không được bổ sung thêm lượng nước cần thiết. Hiện nay tiềm năng cho công nghệ khí sinh học phát điện còn rất lớn, nhất là ở các khu vực nông thôn vì ngành chăn nuôi ở Việt Nam đang phát triển mạnh. Theo các chuyên gia, để khuyến khích phát triển thị trường nhà máy điện sử dụng khí sinh học tại các vùng nông thôn Việt Nam thì một trong những điểm mấu chốt để đảm bảo tính bền vững là vai trò của kỹ thuật viên địa phương, đặc biệt cần có những dịch vụ bảo dưỡng bảo trì đi kèm. Theo quy hoạch của Chính phủ về chủ trương xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân, năm 2011 sẽ tập trung vào việc chuẩn bị tiến hành quy hoạch hai khu tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mặt bằng và giao thông cho nhà máy được thực hiện theo đúng tiến độ nhằm góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Về nhân lực phục vụ cho dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, Chính phủ đã giao cho các bộ ban ngành chức năng cùng với ngành điện lực và địa phương chung tay góp sức thực hiện đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên lành nghề kỹ thuật cao, chú trọng đến nhân lực trẻ các trí thức được đào tạo bài bản. Kính thưa quý vị, với các chương trình tái bảo hiểm toàn cầu về năng lượng hàng hải và bảo hiểm kỹ thuật chuyên nghiệp, góp phần quan trọng trong đảm bảo an toàn các công trình dầu khí, đồng thời thu ngoại tệ tái đầu tư vào nền kinh tế trong nước, ngành bảo hiểm dầu khí được duy trì xếp hạng bởi tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính uy tín trên thế giới. Việc thu xếp các chương trình bảo hiểm của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm dầu khí Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn, tránh rủi ro cho các công trình dầu khí. Những kết quả tích cực năm 2010 với chương trình bảo hiểm cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trong sự kiện đón dòng dầu đầu tiên tại Nyenhetsky, Nga cùng với một số dự án khác cả trong và ngoài nước. Ngành bảo hiểm dầu khí là đơn vị duy nhất của nước ta được AM Best, tổ chức xếp hạng tín nhiệm tài chính uy tín trên thế giới, đánh giá cao về năng lực tài chính, năng lực hoạt động, vị thế cạnh tranh và đặc biệt là tính hiệu quả của hệ thống quản trị rủi ro. Chúng tôi được tổ chức AM Best là tổ chức xếp hạng của thế giới đã chính thức công nhận của chúng tôi là đã tái xếp hạng lại, là chúng tôi được phát hành là được năng lực tài chính tốt và đủ năng lực tài chính phát hành. Thì đây là một thông tin vô cùng quan trọng đối với VI, và đến thời điểm này thì chúng tôi vẫn là đơn vị duy nhất của Việt Nam được xếp hạng năng lực tài chính tốt và đủ năng lực phát hành, và nó sẽ chính là cái bắt bo cho chúng tôi đi ra thông hành quốc tế để chúng tôi đi vào hội nhập của nền tài chính thế giới. Không chỉ đảm bảo an toàn cho thăm dò khai thác của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, bảo hiểm dầu khí còn tăng cường quản lý, tránh rủi ro cho các đối tác quốc tế khi tiến hành các hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Với sự kiện được duy trì xếp hạng AM Best, ngành bảo hiểm dầu khí sẽ tiếp tục mở rộng thị trường trong nước và khu vực, cũng như đẩy mạnh xuất khẩu bảo hiểm ra thị trường thế giới, phát triển các dịch vụ trong khai thác bảo hiểm. Có những cái xếp hạng mà định vị thương hiệu như thế này, một cái xếp hạng thương hiệu như thế, xếp hạng về năng lực tài chính tốt như thế này, một cái thì chúng tôi mới được các nhà thầu dầu khí của nước ngoài giống như Coco Philip, như VP, như là Gazprom, như một loạt các nhà thầu khác như Petronas, người ta chọn là nhà bảo hiểm cho các tập đoàn dầu lửa tại thị trường Việt Nam. Những thành tích đạt được trong thời gian qua là tiền đề cho bảo hiểm dầu khí tăng cường hiệu quả hoạt động, nâng cao vai trò của quản trị doanh nghiệp và quản trị rủi ro, áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001-2008, kiểm soát chặt chẽ quy trình cấp đơn bảo hiểm và kiểm soát nội bộ, đảm bảo chất lượng dịch vụ. Sau đây là thông tin năng lượng quốc tế. Thưa quý vị, mới đây chính phủ Tây Ban Nha đã thông qua 20 biện pháp tiết kiệm năng lượng nhằm đối phó với giá dầu tăng cao do những bất ổn tại thế giới Ả Rập. Các biện pháp bao gồm giảm tốc độ cho phép tối đa trên đường cao tốc từ 120 km/h xuống còn 110 km/h, sử dụng các bóng đèn tiết kiệm điện để chiếu sáng đường phố, trợ cấp để mua các lốp xe, giúp xe cộ giảm tiêu hao nhiên liệu, giảm giá vé tàu lửa 5% để khuyến khích người dân bớt sử dụng xe riêng. Những hoạt động này sẽ giúp giảm 5% lượng xăng dầu nhập khẩu và tiết kiệm 2,3 tỷ euro một năm tính theo giá dầu hiện tại. Theo Phó Thủ tướng Tây Ban Nha, thì việc thực hiện các biện pháp trên sẽ góp phần bảo vệ thành quả hồi phục kinh tế, đảm bảo các mục tiêu kinh tế đã đặt ra trong năm 2011. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi Năng lượng cho phát triển đất nước. Quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình vào lúc 17 giờ ngày mai trên sóng VTV3 và 3 giờ trên VTV4 của Đài Truyền Việt Nam. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.